Học theo chị gái Lisa, Leon nhà Hồ Ngọc Hải đây đã biết đếm 1, 2, 3 cùng mẹ. Ông Ú giỏi phết chứ chẳng đùa. 1, 2, 3. Trên trang cá nhân lập riêng cho các con, Hà Hồ từng hào hứng chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh quý tử Leon tập đếm. Cụ thể trong đoạn clip này, Hồ Ngọc Hà và con trai đang vừa học vừa chơi với những con số. Và khi nghe mẹ đếm 1, 2 thì Leon nhanh bảo tiếp lời 3. Chứng kiến màn hợp tác chuẩn xác của con trai, Hà Hồ không khỏi vỡ òa hạnh phúc. Chú thích bên dưới bài đăng nữ hoàng giải trí viết, cuối cùng thì anh cũng đã hợp tác. Bên dưới bài đăng của bà xã Kim Lý, người hâm mộ đều thi nhau khen ngợi sự thông minh, lém lĩnh của cậu ú Leon. Cái miệng anh cưng quá, dở quá Leon ơi, theo kịp chị gái Lisa rồi nha. Trước Leon, chị ba Lisa cũng từng trổ tài tập đếm cực kỳ ấn tượng, khiến dân tình mắt tròn mắt dẹt. Thậm chí giọng điệu của cô ba còn chắc chắn và sành sỏi hơn cả em trai, thể hiện khả năng học hỏi và tiếp thu đạt điểm 10 trọn vẹn. Vậy nên nhiều fan đồn rằng Lisa chính là người đã kèm cặp em trai tập đếm thành thạo. Nói về chuyện học hành của các con, nữ hoàng giải trí cũng từng tiết lộ Leon có phần hiếu động, ham chơi và thiếu tập trung hơn chị gái. Riêng Lisa, cô bé rất ham học, thích đọc sách truyện và luôn nghiêm túc khi nghe mẹ chỉ dạy. Chính vì vậy, việc cô ba tiếp thu nhanh và biết đếm số sớm hơn Leon cũng là điều khá dễ hiểu. Song phải công nhận rằng cả hai con của Hà Hồ đều sở hữu khả năng học hỏi ấn tượng, nhất là khi hai bé chỉ hơn 1 tuổi. Thường thì ở độ tuổi này, phần đa các bé vẫn còn đang ham chơi, chỉ bập bẹ nói và chưa hiểu nhiều về những bài giảng của bố mẹ. Thế nhưng cặp song sinh nhà giọng ca một lần cuối thôi lại tiếp thu rất nhanh. Tất nhiên, để các con có thể tiếp thu những bài học đầu đời một cách hiệu quả, hẳn Hồ Ngọc Hà và Kim Lý phải có cách thức giáo dục rất tuyệt vời. Nói về điều này, Hà Hồ cho biết cô luôn tâm niệm phải trở thành bạn đồng hành cùng con, vừa học vừa chơi giúp các bé dễ dàng tiếp nhận mọi thứ hơn. Đặc biệt nữ hoàng giải trí và ông xã luôn tôn trọng sở thích cá nhân của các con, thay vì ép buộc các bé phải làm theo ý mình. Và điều này đã được ấn định từ khi Subel mới chào đời. Đến lượt Lisa và Leon cũng không ngoại lệ. Cũng nhớ vào dịp sinh nhật tròn 1 tuổi của Lisa và Leon, Hà Hồ đã từng nói trước mong hai bé sau này cũng sẽ giống như anh hai Subel, lúc nào cũng ngoan ngoãn biết nghe lời bố mẹ. Nhưng Hà cũng không mong các con mình trở nên quá đặc sắc. Với tài năng nghệ thuật của Leon là đóng hài, ông ú đã có những hành động ngây ngô hài hước mang đến nhiều tiếng cười cho các thành viên và cả khán giả. Nhóc thì dửng dưng với việc học nhưng lại rất thích thú khi được ăn uống hay nô đùa. Quý tử luôn cười khanh khách pha trò hài hước khiến bà mẹ lắc đầu vì hết hơi. Sự trái ngược rõ rệt giữa Lisa và Leon chính là một trong những lý do khiến hai bé được đông đảo khán giả yêu mến và quan tâm. Leon hay bị bắt quả tang ăn hiếp chị ba, ngay từ những ngày biết bò đã lấy thịt đè người. Công chúa Lisa đang bò thông thả thì bỗng nhiên lại đụng phải sự cạnh tranh với em trai. Giọng ca cả một trời thương nhớ ở bên cạnh tường thuật trực tiếp cho khán giả. Tuy nhiên tình huống trở nên hài hước khi nữ ca sĩ dặn dò cậu út Leon cua luôn nhưng mà cấm đè lên chị nhé. Đó thấy chưa nè, nó cứ hay lấy thịt đè người. Thế nhưng tình cảm cả hai rất hòa thuận. Những khoảnh khắc ấy chỉ là vui đùa. Được biết sau một ngày đi làm về, Hà Hồ được quay quần với các con, nữ ca sĩ đùa rằng đi làm về chơi với cúp bế là vui nhất. Quả thật, Hà Hồ có cách nuôi dạy con rất hay. Nhìn vào hành trình khôn lớn của các nhóc tỳ nhà nữ ca sĩ, công chúng lại càng ngưỡng mộ, nhất là khi dõi theo hành trình khôn lớn của Lisa và Leon, người hâm mộ đều thích mê. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.